Tôi cho hỏi thế, tư duy trong chánh tư duy có phải suy nghĩ không? Thì A-la-hán có suy nghĩ không? Quý vị nên mở kinh ra mà xem. Chánh tư duy trong bát chánh đạo ấy, là ba cái tư duy. Thứ nhất là ly dục tư duy, thứ hai là vô sân tư duy, và thứ ba là bất hại tư duy. Ba cái tư duy này mới được gọi là chánh tư duy, chứ bản thân cái suy nghĩ nó không phải là chánh tư duy nha. Bản thân suy nghĩ nó không phải là chánh tư duy, và đúng là cái tư duy đó, cái tư duy nó cũng là một kiểu của suy nghĩ. Bởi vì nó là cái hành động của tâm, cái hành động của tâm thì xin thưa, cái hành động của tâm là chẳng qua là sự suy nghĩ thôi. Cái hành động của tâm nó là sự suy nghĩ. Nhưng mà cái tiếng Việt nó không phải là một cái ngôn ngữ gốc để mà truyền tải cái chánh kinh, cho nên có những cái đó, bản thân tiếng Việt nó nói không có đủ cái ý. Cho nên nếu mà mình dùng cái từ suy nghĩ mà mình nói là chánh tư duy thì nó cũng không có sai, nhưng mà nó không có toát lên được vấn đề. Chánh tư duy đó phải là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy thì nó mới là chánh tư duy. Và vị A-la-hán luôn luôn có ba cái này, tức là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Và xin thưa, cái chánh tư duy này đó nó là một cái tính của cái việc tư duy, hoặc là sẽ nói cái suy nghĩ để cho quý vị dễ hiểu. Đó là cái tính chất của cái dòng suy nghĩ của anh ấy, tức là anh suy nghĩ như thế nào đó mà nó mang cái tính chất là nó ly dục, vô sân và bất hại. Cho nên một vị A-la-hán vẫn còn có tư duy, tức là vẫn còn có suy nghĩ, nhưng mà các ngài luôn luôn, cái suy nghĩ của các ngài đó luôn luôn có tính chất của chánh tư duy. Và một vấn đề nữa quý vị không có hỏi, nhưng mà sư cũng thêm có thông tin cho quý vị biết là một vị A-la-hán không còn mơ, không còn nằm mơ nữa. Nhớ nha, một vị A-la-hán không còn nằm mơ. Đấy. Bởi vì cái trạng thái mơ nó thuộc về, nó không phải là cái không thuộc về cái trí. Nó thuộc về cái si phần. Mà một vị A-la-hán thì không còn cái si phần nữa, cho nên là các ngài không có mơ.